Dạ. Em có thấy người ta vẽ ở đây không, ở trên? Vẽ hả? Không tự nhiên mà, chỗ này. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này Không là tự nhiên vẽ đúng mà, không? đúng rồi. Cái này là bút mà. Đúng không? Chắc là ai cũng biết được đúng không? Thì xưa người ta vẽ chứ người ta làm cái gì? Không, nè nè nè, nhìn nhìn coi, ý là cái vết mực nè. À mới đúng Ừ, không? nhìn cái vết mực nè. Cái này nhìn cũ đúng không? Cái này nhìn mới liền nè. Có lẽ ở đây, ở đây chắc là người ta dùng cái kẹo đúng không Đúng rồi, đúng hả? Có lẽ cái này là cái gì, số này? rồi. Em không biết. Cái này hình như là vết mực mới nè. Anh trả lại ha, Đúng rồi, phải người trả ta lại có chứ. trả lại tiền không ta? Chắc là có đúng không? Chắc là có chứ. Ý là cái này nó không phải là pha ke, nhưng mà là giống như mà cái này nó bị hư á, xong rồi người ta vẽ lên lại nhìn cho nó đẹp á. Viết 봐봐. 위에. 그린 거 보여? 색깔 다른 거 보여, 위에? 여기 색깔 다르잖아, 두 개. 여기 연결된 게 이상하잖아. 아, 여기 이거요? 거기랑 연결된 거 여기 연하고 여긴 진하잖아. 그 이건 뭐야? 잠깐만. 이거 뭐 1년 번호야? 뭐야 이거? 뭐 바코드야? MB 태권도 컴. 오. 그리려면 좀 이쁘게 그리던가. 여기 봐봐, 삐뚤빼뚤하게 여기 막한 번에 못 그려갖고는 또 연결시킨 거 봐. 가시죠. 엠비 태권도 컴. Đó, ai cầm phải hết rồi. Lên phong, lên anh có cầm cái đồ không? Hả? Anh có cầm cái đồ của anh? Anh cầm hả? Anh không cầm thì đấy, tưởng hỏi cầm dao đi không. Anh không cầm được không? Anh không cầm. Cái mình không? Không. Tại sao không không ai lấy? Ủa, thì bác xe đây, em đi cho. Em tự anh hỏi em có cầm dao không? Có thể chạy ra mình bị bắt. Có chứ? Dạ rồi.미국 가셨다고? 혹시 다른 아까 아저씨들 있던데 혹시 확인해 줄수 있냐고 좀 물어봐봐. 간단한 거 확인 좀 해달라고. 그래? 다른 사람들 못해? 아, 진짜 간단한 건데. 못해? 어떡하지? 가자, 바로 가자. 안 kiểm tra lại với em đi, cái này. Ở đây có người tự vẽ, ở đây mà hai cái mảng khác nhau. Vốn lại ở dưới này nè. Là ở dưới này nữa, ở đây. Cái phần này nữa. Không tự nhiên và cái này là số gì anh? Cái này là mới. Cái này không phải là cũ đâu anh. Mà có người sản xuất và nhà máy hay như vậy. Tại vì bên anh nói là nếu mà cái này là giá thì bên anh sẽ trả lại tiền cho em. Cái này em nghĩ là cái này không phải là thật đâu. Thì cái này là thật chứ đúng không? Đâu là sao là giả? Nếu không. Mà là giả thì là nó đâu có... Không, nhưng mà nếu mà thật thì em nghĩ là không giống như này đâu. Tại vì cái này là... Với là ở đây, ở đây là giống như là kẹo mà. Kẹo. Anh cũng, nếu mà anh bán hàng này thì anh sẽ biết là chắc chắn là cái này là có người vẽ, mà vẽ cũng không đẹp nữa. Có người vẽ. Sao vẽ được? Cái sao này nó là men nguyên si mà sao mà vẽ? Không. Cái này màu men của nhưng nó mà sao mà vẽ? Thì vẽ anh, là vẽ cái ngày xưa thôi chứ đâu anh vẽ bây giờ được. Tại sao cái này thì nên rõ mà ở đây thì không rõ? Tại sao hai cái khác nhau?
đây này nhiều, rất là nhiều đây, nó bị bạc màu, nó nằm dưới đáy biển thì nó phải vậy thôi, nó đâu phải là nó nằm dưới đáy biển thì nó có cái nó bạc màu. Tuyến em biết rồi, nó sẽ bị bạc màu, nhưng mà cái chỗ này là bạc đúng rồi em, nhưng mà cái chỗ này là nó giống như là mới vẽ lại gì á. 그리고 여기 보면 thì cái này thì sẽ giải thích như thế nào anh? Cái số này thì giải thích sao? Cái chữ này thì khi mà bên cái này bảo tàng nó viết, nó ghi để cái viết số liệu thôi. Không, nhưng mà em nghĩ là cái này thì không đúng đâu. Không, nhưng mà bây giờ em nói nè. Có người vẽ lại. Không, không vẽ lại được. Không, vẽ không nhưng mà anh ơi, tại sao thì hai bên khác nhau, hai bên? Thì nó là không, nói chung là đồ. Hả, bây giờ cái gì? Cái đó là không bao giờ nó... Cái gì? Cái người ta vẽ tay nó không bao giờ cái nào nó giống với cái nào được. Biết, em biết. Không, nhưng mà cái này chắc chắn là... Cái này là vẽ tay thì cái này với này không giống nhau được. Nhưng mà cái anh thấy này, chỗ này là chỗ giống như là mới đắp vô vậy. Làm sao mà đắp? Em nghĩ đắp là em thấy liền. Em lấy đèn pin lên rồi em thấy liền. Thì cái của hôm qua thì cũng anh... Cuối cùng anh nói là sửa rồi mà. Nhưng mà không nói thôi. Đúng, đúng hay sai? Cứ nói là cái này không vẽ được mà. Hôm qua thì anh sửa rồi mà. Mà anh không nói thôi. Thì em hỏi tại sao không nói thì anh ấy cũng nói là ồ, tại vì em không hỏi. Thì em muốn anh trả lại tiền cho em cái này không thật. Tại vì em cũng rất là thất vọng với hàng này. Tại vì em cũng nghĩ cái này là thật. Nhưng mà nếu mà bán như vậy thì em nghĩ là cái này không phải là hàng thật đâu. Không thật rồi sao mới thật. Rồi em nghĩ bây giờ ở đâu có thật. Em đi đi, bây giờ ở đâu có thật em đem lại. Nếu mà sửa em nói là anh, em nhìn cái sữa là em thấy là nhìn sữa là biết liền, không bao giờ. Anh chắc chắn là cái này không đúng sữa. Đúng rồi, không có sữa. Cái này không sữa hả? Không có sữa. Trời ơi, nhưng mà anh ơi, hôm qua nếu mà sữa là cái chủ gì? Nói sữa mà. Nếu mà có sữa là có thấy dấu, còn cái này sữa không có thấy dấu mà không có sữa được. Sữa là phải có dấu. Trời ơi, hai người nói khác nhau thì làm sao em tin được? Vậy có nghĩa là bây giờ anh nói là anh chủ nói sai đúng không? Là anh chủ nói cái này sữa là không đúng đúng không? Là có sữa là phải có dấu. Đúng rồi. Đó, okay, hai cái ở đây hai màu khác nhau, hai bên màu khác nhau, anh thấy không? Chỗ này nó đen thôi, còn chỗ đây nó trắng này, anh thấy không? Chỉ có bán ông chủ là ông mới biết được thôi, chứ còn anh thì anh chỉ là người bán thôi chứ anh không. Nhưng mà lúc nào nói là cái này chắc chắn là thật mà. Mà phải thì cái gì vậy? Bây giờ sao vậy? Em muốn sao vậy? Kêu ông xuống em nói chuyện chứ anh không. Okay, muốn anh trả lại tiền cho em, tại vì cái này không phải là thật. Nếu mà em mua cái này 8 triệu mà cái này không phải là thật thì em rất là hoang mang và tức. Nếu mà thật là xịn thì đâu có rẻ được. Thì có nghĩa là nói giả mà. Nó không, nếu mà nó còn nguyên vẹn chứ không phải là giả. Ý là anh nói là nó còn nguyên vẹn thì tất nhiên là nó phải tự giá mấy ngàn đô không à. Chứ nó cũng là thật nhưng mà nó bị sửa qua, có thể là như vậy nó mới rẻ được. Nhưng mà lúc nãy cho nói là không sửa mà. Tại vì anh chưa có coi được. Anh chưa coi được là anh thấy nó có sửa rồi đúng không? Thì ở đây có cái nào mà không sửa không hay là tất cả là sửa rồi? Nếu cái nào mà không sửa thì người ta đã lấy hết rồi. Còn những cái nào nó sửa lại nó mới giá rẻ thôi. Em cái nào đụng vô mà cái nào mà nó còn nguyên được á là tất nhiên cái đó phải từ mấy ngàn đô trở lên. 50 ngàn đô trở lên. Cứ mình chứ mà đây. Thì bây giờ anh nói gì vậy? Thì phải anh nói lúc mà em chuẩn bị mua đó thì anh phải nói vậy cho em biết chứ. Bây giờ em đâu có biết đồ cổ sửa hay không sửa là như nào đâu. Tự nhiên em trả tiền rồi xong rồi anh mới nói à cái này ai cũng đụng vô, ai cũng phải sửa hết rồi, chứ còn nếu không thì nó đắt hơn. Thì lúc đó nếu mà anh nói câu đó trước khi em mua là em không mua rồi. Nè nè nè, đây đây đây, cái chỗ đây nó đen, còn lại nó trắng không? Tất cả chỗ đó đều là cái này cái này nó, cái thì đồ này có sửa chút xíu với giá đó chứ. Cái chỗ đen phần lại không sửa. Ở dưới này em cái này em nghĩ là không tự nhiên ở dưới này và này, em không biết này là không có sửa. Em không hiểu tại sao đây có số nè, đâu có sửa đâu, chút xíu nè, trên này nè, đó là nó màu là đó ra màu trắng nè, nè nè cái này nè. Em muốn anh trả lại tiền cho em tại vì em bây giờ em không nghĩ cái này là hàng thật đâu. Cái nào cũng được. Bây giờ ông đi hỏi cam kết lên giám định, ông trúng tiền để cho ông giám định thiệt cả giả. Nhưng mà con nghe nói là nếu như mà hàng thật đúng không, nhưng mà có sửa thì cái giá trị của nó sẽ... Bởi vì mấy cái giá này chứ bây giờ ta cho anh cái gì, con giá Google nè, Google đang bán rồi. Nếu mà từ đầu chúng nói là cái này sửa rồi thì con đâu có mua đâu. Đồ căn nghi hầu như là phải sửa. Tại vì nó nằm trong cái tàu nó bị nhìn nổ. Nè. Cho nên tôi không có sửa mới mà bể như thế này thì tôi không sửa nè, đó. Cho coi luôn nè, nó bán vậy người ta cũng mua nè, đó.
Không, để tất cho con coi giá. Thì của chú là có sữa là thì khác với cái tụi con mấy cái giá này, sữa mấy cái giá này chứ. Có nghĩa là chú phải nói trước từ đầu thì tụi con mới biết. Để hỏi không con nói với ai nói bây giờ nữa. Mà đồ họ đưa cái tiệm thì đồ sữa hết trơn á, tất cả đồ này nè. Như là mấy người khác đi chơi đồ cổ thì họ biết chứ, còn bây giờ tụi con đâu có biết là thiệt, có nghĩa là có sữa chút ít. Thiệt là thiệt. Thiệt là thiệt nhưng mà có sữa. 800만 원은 그냥 고치는 가격이에요. 800만 원이 고치는 가격이라고? 그냥 조금 이걸 고치는 가격이 800만 원이라고? 아니요, 이거 고쳐서 800만 원이라고? 고쳐서 800만 원이에요. Một người con gái đi sửa ngực người ta tiền nào hỏi nó mới nói chứ mà nó đẹp là đẹp, đồ thiệt là đồ thiệt, thường thường là đồ thiệt. Cũng một số các tiệm bán hiện tại là nó bán đồ giả rất là nhiều, phải có công nhận không? Đồ vật cũng là căn hi bây giờ giả rất là nhiều, nhưng mà tôi cam kết là đồ thiệt. Cái này tôi mua của công ty trục vớt của nhà nước. Tôi đã nói rồi, tôi có giấy tờ mà. Giấy tờ đó con đâu có được coi đâu. Ờ, con bây giờ muốn coi tôi cho coi, ngày mai lại cho coi, tôi lục ra tôi cho coi. Giấy tờ hợp đồng đàng hoàng. Cà xê nhất là Trung Quốc. Lúc mua rất là nhiều. Ở Thượng Hải nó mua là mua đi bán lại, nó mua lần 40-50 cái. Anh giải thích trước thì em sẽ không nói như vậy, tại vì em cũng sẽ đồng ý. Trời ơi, tại vì tôi phải nhưng mà không nói như vậy mà. Giả tôi đền 100 lần nữa mà. Tại vì đặt vấn đề chỉ có cái đó thôi. Chúng ok, nhưng mà bây giờ thì em không tin cái này được. Thì anh trả lại tiền cho em đi. Tại vì em không coi là 100 lần hay là 2 lần. Tụi con biết là cái này là hàng sữa thì tụi con sẽ không mua ngay biết từ đầu. Hôm qua hỏi là cái này có sữa không, chú nói là sao mà chú nhớ được, chú có 1000 mấy đúng rồi, cái, mười mấy ngàn được. Món làm sao nhớ. Chú không có nói là cái này ai cũng hỏi tôi về cái mà họ mua, người ta gọi đèn ở đây nè. Ta biết sữa, ta biết cái này ta bằng lòng, tại vì giá tôi để mà. Tại vì anh cũng có trải nghiệm cái này không nói trước là cái này sữa rồi. Tại vì anh em hỏi sao bây giờ nói. Không, cái đó là không đúng. Anh nói như vậy là không đúng, anh bán hàng mà. Nếu mà không sửa một chút xíu cả ngàn đô la là đền. Thì tại sao hôm qua tại sao mới ngày tại vì anh không hỏi. Hỏi tôi phải giải thích. Ví dụ chứ cái gì tôi phải giải thích hết. Là thường gần cách em biết hết á. Tại em mày không rành. Tại vì chú biết sao không? Đối với mấy người mà không biết gì về đồ cổ như tụi con á, là nghĩ là sữa là sẽ là không thiệt. Cho nên là trong đầu tụi con nghĩ như vậy. Cho nên nói là không thiệt. Cái mặt giục rồi giục à. Ok. Cảm ơn chú. Không bao giờ đi đến con đường này nữa.